Chào bạn, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách chúng ta xử lý khi mà máy soi cổ tử cung nó bị lỗi sọc màn hình. Đấy. Đây là một cái lỗi sọc màn hình điển hình của máy soi cổ tử cung, đúng không? Và các bạn hỏi mình là trong trường hợp này thì nó bị như thế nào, cách khắc phục như thế nào? Cách xử lý như sau: một là chọn sai hệ Ben. Hệ Ben Secam NT SC. Hai là nhiễu ngoại vi. Ba là phải cài lại Win. Còn cạc thì mình nghĩ là không sao trong trường hợp này. Đấy. Còn trong trường hợp dễ nhất là chúng ta chỉ cần cài lại Win là xong. Đấy. Còn trong cái giao diện này thì là do con A Hàn Trung Quốc vậy đấy, không phải do cạc, cho nên chỉ cần gỡ cài lại Win, xem lại cái thiết bị ngoại vi và chọn lại hệ Ben là xong. Đây, như chúng ta xem lại cái hình ảnh này. Đấy. Ok. Thì cái hệ NTSC là gì? NTSC nó là viết tắt của cái từ này, Nation Television System Commiss. Nó là hệ truyền hình sử dụng hầu hết Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Chuẩn này có tần số quét ngang là 60 Hz. Đấy. Tương đương với 30 khung hình trên một giây. Mỗi khung hình được tạo ra bởi 525 dòng quét đơn. Vậy thì một câu hỏi lớn được đặt ra đó là hệ Ben là gì? Ben là hệ truyền hình được dùng cho cái phần lớn châu Âu và châu Á. Hệ Ben có tần số quét là 50 Hz, tương đương với 25 khung hình trên một giây, mỗi khung hình tạo ra bởi 265 dòng quét. Vậy so sánh giữa hệ NTSC và hệ Ben, hệ Ben thì có nó 625 dòng quét, còn NTSC thì có 525 dòng quét. Tuy nhiên với khả năng cho ra 30 khung hình trong một giây thì NTSC lại tạo ra một hình ảnh mượt mà hơn hệ Ben, chỉ có 25 khung hình trên một giây. Đấy. Vì vậy khi mà ta chuyển khung hình từ hệ Ben sang hệ NTSC thì sẽ có hiện tượng bị giật vì thiếu khung hình. Ngược lại, khi ta chuyển từ NTSC sang hệ Ben thì ảnh sẽ bị mờ đi. Đấy. Đây là những cái thông số kỹ thuật của máy soi cổ tử cung 2200. Chúng ta có thể thấy chế độ ngắm của nó là tự động, nguồn sáng của nó là nguồn sáng lạnh, hoàn hảo với tia sáng song song, có thể điều chỉnh với cường độ sáng và hệ thống đèn halogen. Màn hình hiển thị là LCD, điện nguồn của nó là 50 đến 60 Hz. Đấy. Phần mềm việc khóa của nó là Kernel đây 4.53. Nó có khả năng ghi hình hoàn hảo này, sao lưu các đoạn video và clip phục vụ nghiên cứu và chẩn đoán. Ok, hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần lần tiếp theo.